Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Son Môi Đỏ, chương trình được phát hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy trên kênh HTV9 vào lúc 12:30. Thưa quý vị, và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về một chủ đề nhận được sự quan tâm của rất nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là trong những ngày cận Tết như thế này. Và với chủ đề này thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân. Xin chào Thúy Vân. Chào quý khán giả của chương trình Son Môi Đỏ. Con chào cô. Thưa cô, khi mà nghe cái chủ đề là chúng ta sẽ mua sẵn hay là nấu đồ ăn Tết thì cô nghĩ như thế nào về chủ đề này ạ? Cô vui lắm. Tại vì cô nghĩ là bao giờ mà để chuẩn bị cho một cái Tết á vẫn rộn ràng hơn là mình hưởng thụ những ngày Tết. Tại vì là chuẩn bị cho Tết thì không chỉ người phụ nữ mà cả những thành viên trong gia đình, mỗi người sẽ chuẩn bị Tết theo một cái kiểu của mình. Nhưng mà cái người chánh vẫn là cái người tay hòm chìa khóa, vẫn là cái người là ra cái thực đơn ngày mùng 1 thì ăn cái gì, ngày mùng 2 thì ăn cái gì, tiếp khách ra làm sao, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa như thế nào. Những cái ngày cận Tết như thế này thì không biết là gia đình cô đã chuẩn bị tới đâu rồi ạ? Cô là có một cái danh sách ha. Vô pin pin pin, đúng cái này, đúng cái này, đúng cái này, đúng những cái đó cô đi về. Là rất là có kỷ luật và nguyên tắc. Cô đã có một cái kinh nghiệm xương máu từ thời trẻ. Tức là cô đi siêu thị hoặc đi cô đi chợ, cái gì cô cũng mua. Điều đó là phí vô cùng. Ở nhà cô Xuân thường là hoa là điều quan trọng. Hoa từ ngoài sân, hoa vô trong nhà. Cô thì lại không quan trọng lắm trong chuyện ăn. Tại vì cô nghĩ vậy nè, ăn thì những cái món truyền thống thì nhà ai cũng có rồi. Thịt kho, dưa giá nè, canh khổ qua nè, dưa kiệu, dưa hành, bánh chưng, bánh tét. Và đặc biệt là mâm ngũ quả. Khi mà mình nói về cái việc mà mình nấu sẵn hay là mình mua cái đồ mà đã đóng ở ngoài siêu thị đó, thì lúc nào là cũng có hai trường phái và tranh cãi rất là kịch liệt ở trên mạng xã hội, thậm chí là trong những cái cuộc nói chuyện bình thường. Thì có một số chị em phụ nữ, đặc biệt á, là những người mà truyền thống hơn nhiều á, thì họ muốn là tự tay chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nhưng với thời điểm hiện tại thì con thấy là xã hội mọi người bận rộn rất là nhiều, đặc biệt là phụ nữ của mình cũng phải đi làm, mà những ngày Tết thì mình được nghỉ cũng không nhiều, thì họ sẽ lựa chọn là những cái đồ mua sẵn. Thì với gia đình của cô thì cô tự chuẩn bị mọi thứ hay là cô mua ở ngoài ạ? Cái chuyện một mâm cơm ngày Tết thì nó đơn giản lắm, cô có thể tự làm được. Nhưng mình đừng để chuyện chuẩn bị cho những ngày lễ, những ngày Tết trở thành một nỗi ám ảnh đáng sợ của người phụ nữ. Cô nghĩ lại cái lúc mà còn bà, còn mẹ, lúc mà bà nội ngồi gói bánh tét và mình canh để chờ cái nồi bánh tét nó chín á. Cái khung cảnh mà đại gia đình mà chờ với nhau, điều đó rất tuyệt vời. Nhưng nếu như gia đình ít người quá, hoặc những cái năm mà mình có những công việc trong lúc mình còn đang đi làm bận bịu quá, thì có nên phải mất thời gian về cái chuyện đó không? Chuẩn bị Tết hiện nay thì cô Xuân cũng đã có những cái địa chỉ quen thuộc và uy tín. Để mình có thể đặt mua tất cả các loại mà để mình hỗ trợ cho cái bữa ăn. Còn những món chánh thì vẫn là cô Xuân nấu. Cô nghĩ là làm sao để cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người phụ nữ, người ta cảm thấy những ngày này là những người ngày người ta được sống trong tình thương ấm áp. Có người này có người kia cùng với người ta, chứ đừng để cho người ta cảm giác ngày Tết đến những ngày chuẩn bị Tết với một cái núi công việc không tên, nó kinh khủng lắm luôn á. Thật ra là khi mà cô Xuân chia sẻ như vậy á, con cảm thấy là vui lắm. Tại vì cái quan điểm đó nó tới từ một người phụ nữ mà con cho là những quan điểm rất là hiện đại. Tại vì thật sự á, là con chia sẻ về cá nhân con, thì năm nay là năm đầu tiên mà con lập gia đình. Con cũng rất là may mắn là mẹ chồng của con tư tưởng cũng hiện đại lắm, cũng không có bắt là phải tự chuẩn bị hết. Nhưng mà thật ra cũng có rất là nhiều những chị em phụ nữ, bản thân họ thì họ không có muốn mọi thứ nó phức tạp lên nhiều quá.
nhưng mà do áp lực từ những người xung quanh, áp lực từ gia đình, mình phải tự chuẩn bị hết tất cả mọi thứ và vô hình chung tự tạo áp lực lên chính bản thân mình. Đúng rồi. Và ngày Tết nó không còn là cái ngày mình được nghỉ ngơi nữa. Con hình dung đi, ví dụ một cô dâu nè, mà bắt buộc là cô dâu đó năm nay là giao cho con cái nồi bánh chưng nha, mà lỡ nấu xin lỗi nó nhiều quá, nó bị hơi sượng, không chín, là kể như năm đó là cổ bị mang tiếng cả năm. Rồi. Đừng để những nàng dâu vào những ngày giỗ Tết khi về quê thăm gia đình mà ngồi với một cái nhà chén bát. Tại sao cái người phụ nữ đó bị đơn độc, mà trong khi bình thường thì cô ấy vẫn có những công việc xã hội không thua kém ai. Hãy để cho người ta cảm giác cứ mỗi một năm người ta về thăm quê, về Tết với gia đình cả bên chồng lẫn bên mình, là người ta cũng được bình đẳng như mọi người, tức là cùng chung tay nhau làm, hoặc là cùng nhau được hưởng những ngày Tết truyền thống vui sướng. Thật ra thì cũng có những gia đình họ muốn con cái họ có được những cái văn hóa truyền thống, cho nên là họ tụ họp lại với nhau và tổ chức gói bánh chưng bánh tét. Thì con nghĩ những cái đó nó rất là hay, nhưng mình đừng để nó thành một cái áp lực để mà mình phải gồng mình lên, mình chuẩn bị và mình làm cho mọi thứ nó không còn thú vị, nó không còn hạnh phúc nữa. Cô Xuân có một cái người bạn đồng nghiệp, cô Trịnh Kim Chi á, cái người phụ nữ mà cô Xuân cực kỳ nể phục là năm nào cổ cũng ngồi nấu bánh chưng. Mà cổ ngồi rồi chồng cổ rồi mẹ rồi tất cả mọi người, nào là xếp lá, nào là dễ thương lắm, nhưng mà với điều kiện là gia đình của cô ấy rất là đông. Và cô ấy làm cả một đại gia đình cùng hưởng cái điều đó, rất là thích. Thích lắm luôn. Mình vẫn giữ những cái điều đó khi mình đủ những cái điều kiện, hoặc hai ba gia đình mình hợp nhau, nhà nào có sân làm chơi. Còn nếu không, gia đình đơn lẻ hay là ít người á, thì mình sẽ đặt mua. Cô Xuân nghĩ cũng không có mất mát gì đâu. Mà mình lại vui, lại nhẹ nhàng hơn nữa. Dù cái sự lựa chọn của mình như thế nào, mình đặt mua sẵn hay là mình có gói, mình nấu, mình tự làm, thì quan trọng nhất là mình vui và mình cảm thấy được ý nghĩa của ngày Tết. Đó là cái điều mà mang những thành viên ở trong gia đình lại gần nhau hơn. Đã có những cái hướng mới hơn, đã có những cái gợi ý cho các bạn nhiều hơn. Và đừng có nghĩ là chúng ta làm như thế là chúng ta mất truyền thống đâu. Không. Những cái chia sẻ của cô thì con hoàn toàn đồng ý với cô luôn. Thật sự thì cái điều quan trọng nhất là Tết nó phải nằm ở trong tim mình, và mọi người được cởi bỏ những áp lực, chứ không phải là mình phải suy nghĩ hay là mình đắn đo, và thậm chí là có nhiều người là ám ảnh về Tết luôn. Và may sao là cái thời hiện đại bây giờ, có lẽ là nhờ cô làm cái công việc này, cô cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái người về ẩm thực. Cho nên cô cũng biết là ngày Tết mình sẽ chuẩn bị những cái gì. Thì những ngày lễ Tết là những ngày chúng ta thăm hỏi sức khỏe nhau, chúng ta được gặp nhau, chúng ta được trò chuyện với nhau. Đó là điều chủ yếu. Chứ xin đừng câu nệ chuyện sắm sửa ngày Tết nhiều quá. Ngày Tết nó không phải là một cái ngày để mà mọi người đánh giá về trình độ ẩm thực của nhau. Đúng rồi. Mà quan trọng nhất là mọi người có cơ hội được gặp gỡ nhau thích sau lắm. Một năm thích đặc lắm. Biệt là những gia đình mà có những người đi xa mà được về ngày Tết, thì thật ra chỉ cần một chén cơm với lại dưa giá hoặc là thịt kho thôi là họ đã cảm thấy cái không khí Tết rồi. Thật sự là con thấy là cái ngày Tết á, phụ nữ rất là cần cái sự chia sẻ từ những người xung quanh, đặc biệt là những ai mà có gia đình á, thì chồng là cái người mà giữ cái vai trò rất là quan trọng để mà những người phụ nữ họ không cảm thấy tủi thân khi mà một mình phải cán đáng hết tất cả mọi việc. Thậm chí là mình lỡ gặp mẹ chồng khó nữa thì lại càng áp lực hơn nữa. Thì hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay, với những chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, thì cũng đã giúp cho phụ nữ để ngày lễ Tết thì tùy mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta đoàn viên với nhau, chúng ta hạnh phúc với nhau. Và một lần nữa xin được cảm ơn khán giả đã xem chương trình Son Môi Đỏ ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người cũng sẽ có được sự chuẩn bị thật tốt cho Tết năm nay, một cái Tết thật sự đoàn viên với tất cả mọi người. Thúy Vân và nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.